đường về còn xa lắm. Trời ơi trời, đường nè. Rồi nổ bánh luôn hả? Thì giờ gần qua dặn 5.000 thì giờ nó hứa đã rồi, giờ bán hàng nó thấy giá vừa lên giá nó bẻ kèo, giờ biết giờ nó kêu nó chơi mình không chừng. Bẻ kèo hay là bơm hàng mình? Thì nó bơm hàng thì nó hứa đã, giờ nó muốn cho mình chống chân xe mình vậy đó. Thôi giải rồi đó nha các bạn. Đi giải 10 ra nha. À, kêu ông Hương giùm 8 coi. Chào cô bác quý chị, hôm nay thì tiếp tục hành trình Bùi Hồ sẽ thu gom rau củ và gạo để chuyển lên quận Bình Tân và quận 6 của thành phố Hồ Chí Minh đó cô bác quý chị. Và hôm nay hành trình này thì Bùi Hồ được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân là chị Xuyên ở Nhật Bản và một chị Vũ Tên ở Canada. Một cô bác quý chị đến khu vực nhà ăn bếp ăn từ thiện của hội khuyến học của xã Tân Bình. Thì mấy cô ở đây chuẩn bị cho mình 200 phần dưa. Là dưa cải. Một phần nửa ký đó. Đâu, là 200 phần 200 phần này khoảng 100 kg dưa cải. Dạ hả? Ừ. Nhiều không, bán nhiều thì chạy lên lấy thêm chiếc xe chữ thập đỏ nữa. Thôi được rồi. Được, gắn cổng này được rồi. Gắn thêm cây cờ. Nói thay, nói thay mặt Mạnh Thường Quân mấy cô, cảm ơn mấy cô biết ăn nghe chút. Đây. Lấy giấy cũ đi được không nè. Theo tình hình bữa nay thấy sao? Đi đại đi, tới đâu hay tới đó. À, hôm nay thì tiếp tục đoàn của mình đi thì gồm có 4 thành viên, Đạt, chú Út với dì Tám ở đằng sau với lại mình. Và hôm nay thì được mình sẽ chuyển lên quận 6 và quận Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh, gồm 1 tấn gạo với lại 1 tấn rau củ cô bác quý chị. Và tranh thủ chuyển trong ngày hôm nay, tại vì ngày 23 tháng 8 này thì toàn bộ thành phố, một số quận ở trong vùng đỏ sẽ bị lockdown. Và mình sẽ tranh thủ chuyển được khi nào đó thì sẽ chuyển cho Sài Gòn. Tại vì rất là nhiều người cầu cứu nhắn tin cho mình. Giờ này đi á thì không có lấy chiếc xe của anh Vũ đi. Nói sao không lấy xe anh Vũ rồi Đạt? Tại bây giờ đi đường xe, mấy xe tự chế đi nó hơi khó khăn. Đi đi sợ bị bắt. Bị bắt không có tiền đền luôn đúng không? Chiếc xe đó nó mắc tiền quá. Xe mượn đó mình không dám lấy. Đó mình đi mình chở nó nhiều. Qua có hai anh em đi, bữa nay mình đi xe nhỏ này thì mình đi 4 người. Nhưng mà đi xe kia thì nó rớt cái thùng nước đá luôn. Rồi xuống lắm. Xuống lắm đi. Chứ nó chưa sức nắp. Ê! Còn không? Uống miếng luôn rồi. Chưa đổ hết rồi chạy. Hôm qua khát nước muốn chết luôn. Đi gì vậy mà vui ha, đi gì mà thấy nó khỏe à Đạt ha. Cảm giác mà lúc làm á nó vất vả nhưng mà anh em vui lắm. Đúng không? Vui đi vui vô chứ ở nhà. Nó buồn. Cũng bệnh luôn hả? À có cả cái thìa đó ha. Nguyên đống này ha. Đây. Ờ đúng rồi của mình. Sao thấy cảm thấy sao rồi? Khó khăn không? Mệt chết bà luôn. Bây giờ 4 người mà bây giờ cho qua có 2 người rồi. Nãy giờ năn nỉ cô bác của anh chị thật tình khó ghê luôn. Nói chung có đôi lúc cảm thấy nản sao. Nè, buồn lắm cô bác của anh chị ơi. Nói chung là coi đếm bao nhiêu cái củ cải nha Đạt. 2 4. Bên kia ta cho vừa bán vừa cho luôn á. Đó. Thì mấy bọc cho là mấy bọc cải cũ. À. Nói chung là chuyến này con đi Sài Gòn phân chia nhau, người đợi xe tải nữa, sớm cũng giấy tờ khó qua quá. Giờ tắt máy để quay tiếp con Đạt, bây giờ còn có 2 anh em rồi. Đi 4 người, chảy mồ hôi luôn. Chắc nãy giờ được nhiêu không? Chạy lên cầu, sao nổ, đi 2 chuyến hả? Đi 2 chuyến chứ sao nè. Giờ mình phải chạy chiếc xe này để qua cầu nè cô bác bên chị. Đạt thì đang ở sau đang chuẩn bị băng Phương Đạt ghê luôn á. Nói chung là Đạt này cố gắng cũng chịu khó ghê hay Đạt ha. Sau này có con sẽ đẻ thêm đứa con trai nữa. Cố gắng nở nụ cười nhưng mà trong lòng buồn ghê. Leo lên xe đi nè Hùng. Bây giờ tải đây lợn nữa nè. Bên kia nè, dẫn Tám chở đó nha. Vậy chốt đi đây, chạy hai xe đi chốt. Không chạy xe đó đi. Xe màu à? Chưa biết đâu, giờ chưa có điện. Chắc lên tiếp đồ nhẹ không à?
Rồi chắc lên tiếp đi. Rồi lát nữa tải qua. Đây tập kết, đây đằng đây là cầu Tân Long Chợ Mới nha cô bác anh chị, chốt này không cho mình qua. Đó. Đây là ngay chỗ cầu Tân Long Chợ Mới luôn nè. Rồi rồi. Rồi, trở về được không? Rồi. Thấy nó bị quạng lắm á. Bỏ ba cái thằng thằng ấy này xuống. Đậu bắp hả? Đậu bắp xuống đặng đỡ kia lên. Ừ, thay sao cái đó là thay sao rồi nay đi thì công nhận vui nhưng mà anh em mình rất nhiệt tình. Cô bác anh chị nãy giờ chuyển lên chiếc xe này vòng qua bên kia phải vòng hai lần, quay tới quay lui ngược lại. Đạt trở về dựng tắm á, trở về lúc nãy. Rồi bây giờ xe cô chốt còn bao nhiêu độ đây nữa nè, cộng thêm 500 kg dưa đó. Nguyên một buổi trưa rất là cực khổ của mấy anh em luôn, nhưng mà cố gắng mình khó một chút xíu nó cũng không sao đâu ha Đạt ha. Ha. Nghe chú? Có gì? Có vàng nàng. Có người ta nói tu hành thì phải chịu tu thì chịu khảo. Treo treo điều hai bên, treo bên một rồi. Nãy người ta tính chờ bên kia mày. Nè cô bác anh chị thấy xe không? À, chạy được không? Ơi. Chạy được không? Quá mệt. Gắng chạy chứ sao giờ tới đâu hay tới đó. Cái đi đường dữ quá. Đi đường này hả? Bây giờ về thôi cô bác anh chị. Nói chung là anh em khá là vất vả khi mà mình mấy điều đẫm mồ hôi hết rồi. Mình cố gắng bây giờ cũng chạy chiếc xe luôn rồi. Chào mọi người các chú. Chào cả nhà. Hôm nay là ngày quá vất vả. Cô bác anh chị, Nghiết trở thành nước da của châu Phi luôn. Hôm nay thì Đạt chở xe này phải nói là cực kỳ quá tải luôn. Khi mà hai bên hông nè, chỗ mình ngồi nè, một bên đúng không, hai bên đằng sau này nữa nè. Trời nắng nóng ra ngồi sáng nước này nè ha. Trời má uống lạ khác. Con chú chạy đằng sau nữa. Nói chung là mà chỉ mong mau qua, mình chỉ mong sao mà mau qua hết tất cả như thế này, gặp được tin dữ đó là xe tải bên kia qua bên đây không được nữa cô bác quý anh chị. Sao? Cảm giác sao Đạt? Đó cái ngày quá gầu à. Quá gầu. Đường về còn xa lắm. Trời ơi trời đường nè. Rồi nổ bánh luôn hả? Xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Đây. Nổ bánh luôn cô bác anh chị. Trời ơi là trời. Xe tải nổ bánh luôn mà xe tải qua không được. Nghe nổ một cái bầm luôn. Đồ thì nó rớt xuống. Xe. Rồi thấy canh này rớt mấy bắp cải. Hả? Điện làm gì ổng vậy? Điện ổng xuống đi chứ sao vậy? Xe thì nổ bánh mà xe tải qua không được. Bây giờ 3 giờ chiều rồi. Hết mấy đường tính luôn à. Xe ông Vũ thì sợ bị bắt. Ông Vũ quay giờ qua trạm không được. Không có cái mệt nào hơn. Chiếc xe đằng đó là chiếc xe mới cô bác anh chị mới mượn của cái chú kia cắt cỏ bò. Và hôm nay thì chở chiếc xe đó nó bị lừa lũng như mà Bùi Hồ quay lúc nãy đó. Bây giờ mình phải tập kết ở đây để chờ xe anh gì? Anh Vũ. Anh Vũ. Anh Vũ xuống đi, anh giúp. Giờ quá đuối muốn xỉu luôn trời. Tại sợ bị bắt không mượn xe anh Vũ nữa thì lấy xe này giờ lũng rốt cuộc giờ cũng kêu anh Vũ đi rồi. Đã bắt hơi luôn. Bữa nãy giờ anh em ở đây phải chờ ở đây vào bây giờ xe ở bây giờ này nhờ có ông ba. Kiếm gì? Ông ba này là ông giới tự giới thiệu ông ba. Ông ba từ thiện ở xã Tân Quế và đi làm Tân Bình. Gặp cháu này nó cũng là đi từ thiện giờ xe nó bể bánh ông ba tiếp diện
chở cho nó về đặng đem hàng cho thành phố cho bà con tỉnh ăn. Dạ. Cũng chúc bà con nước ngoài và nước trong thì cũng mạnh khỏe nha. Cái này nó là nó đúng nghĩa với một cái câu cho cái nhóm mình là phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí nè. Khó khăn bầu ơi thương bí lấy cùng ti một giống như sống chung một nhà. Bà con ơi gắng cố lên vượt qua cái cảnh này. Đó là khó khăn trồng chất khó khăn, gian nan nói tiếp gian nan nè. Nãy đi qua chợ mới thì chốt chợ mới nó chặn. Nửa chừng thì xe hàng đạt nó lủng bánh xe. Bây giờ xe tải ở dưới cầu Lãnh lên thì qua đò không được, mất chuyển ra hai cấp. Vừa leo thì để đó, vừa leo thì để một phía, vừa đủ để một nơi, để một chỗ. Quá khó khăn luôn cô bác anh chị. Bây giờ thì Bùi Hồ cùng với mấy anh em sẽ qua cái chuyến đò này để tập kết ở xã An Phong. Vì xe tải của mình thì đang không qua chốt bên Cồn được, nên thành nữ mấy em anh em phải đi qua bên đó để tập kết hàng lên lại từ đầu. Nói chung là hôm nay thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, xin chân thành chị Xuyên ở Nhật Bản và chị Dấu Tên ở Canada. Chiều hôm nay thì Bùi Hồ chuyến hàng này thì không biết là mai mốt thì Sài Gòn như thế nào, tại vì nghe thông tin gần ngày 23 này 23 tháng 8 thì Sài Gòn sẽ lockdown toàn thành một số điểm ở vùng đỏ của thành phố, nên là nữ là mong thì mọi chuyện nghiêm xuôi thuận lợi để có thể chuyển đến cho những người đang sống ở những cái khu trọ đó. Và xe đợi từ sáng giờ đến thời điểm bây giờ là 3 giờ 30 chiều của bác quý anh chị mới tập kết xong. Mấy anh em đi phải khởi hành từ lúc 11 giờ và đến đây thì cũng khá là vất vả khi mà dưa leo thì nằm ở bên kia, cải với lại củ cải trắng thì phải nằm ở chợ mới, còn ở chợ mới của tỉnh An Giang. Giờ Bùi Hồ phải truyền gạo nè, tập kết ở đây nè, để lên chiếc xe tải này để kịp lên Sài Gòn. Bây giờ 3 giờ cũng đã trễ, mấy anh em tập kết chia ra phần loại là bao nhiêu thì mới biết đường đi. Trời ơi, dặn 500kg dưa leo mà giờ còn có 7 bịch, đúng là ông này bơm hàng thiệt chứ. Dặn 500kg dưa leo đang đi Sài Gòn mà giờ còn có 70kg à? Gọi không bắt máy luôn. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Quá trời rồi. Như sao đủ tải rồi ta? Quý khách vui lòng để lại. Gọi không bắt máy luôn. Ở đây là bao nhiêu bọc nè? 12 đúng rồi. Không có khổ qua mà không có dưa leo luôn, bơm hàng vậy rồi mai mốt rồi sao diễn cho ta trời. 1 2 3 ơi ơi, thân nửa sạch thân nửa chưa? 1 không có mà bây giờ gọi không có máy luôn vậy. Thì đưa mấy ông gia lên đi, đã đi chia đều đi, thân nửa sạch thân nửa giờ đi. Bốn sạch 1 giờ nó đóng giờ, cái đó là xong cái phần đó chưa đạt. Khoan em. Vậy lấy 7 bọc cải ngọt. Rồi vô đây. Đó đúng không? Vô cải ngọt 20 bịch hả Đạt? Ừ. 7 bọc cải ngọt vô đây. Rồi tới gạo nè. Dưa muối vô chưa? Rồi 2 bịch rồi. Đúng là bơm hàng 500kg dưa leo á. Mà bây giờ còn có 70kg à. Quá trời cực anh em luôn. Bên kia mọc nữa đó. Rồi bây giờ bơm hàng em không? Bơm gì thất bại rồi, bây giờ kêu bánh nó ngược không biết sao bây giờ. Hứa nhiều mà kia hứa nhiều. 500. Sao em còn 70kg vậy? Bởi vì nó giờ cây bả còn cự nó nói sao vậy gì không có biết nó mang ơn, nó ơn vừa vừa ta mua chứ tôi xin bà đâu mang ơn. Có nói ta công ta kéo qua cực khổ lấy mấy chục cái dưa thì không có ơn nghĩa nữa. Nó bây giờ hàng ta không có chuyển lên Sài Gòn nè. Mới điện quá tự giờ thiếu hàng rồi đó, thiệt luôn á. Khổ không anh? Trời chết đi, mày quá bao nhiêu đồ trời chết trời. Chuyến xe với mấy triệu bạc đó. Giờ bơm mà hàng em nha. Cái này anh đẩy vô nó la làng. Nghiệp người ta cần nhất là dưa leo anh. Bởi vì đây đó chắc hôm qua nó dặn nó rồi, ăn rồi.
mấy lính già gì đó thấy rồi. Giờ nó sợ bệnh chạy đâu cứ lên đồ mềm sao nha. Tôi đổ lên. Hả? Thằng đầu tiên thấy luôn. Thấy cũng hơi khổ anh ơi, khổ cho anh ta. Mình làm từ thiện mà anh ta còn chơi với mình, chơi mình vốn nữa. Trời ơi trời, một xe gì buồn ghê luôn. 500 cái dưa ở trên Sài Gòn là cần dưa lắm anh. Ê, khoan. Nói chung là chân thành Bùi Hồ, chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ xuyên ở Nhật Bản và là chủ đô tên ở Canada. Xin chào các bạn, và tối nay thì sẽ lên Bình Tân và quận 6 thành phố. Rồi sao nói ai? Thì giờ gần qua dặn 5.000 thì giờ nó hứa đã rồi, giờ bán hàng nó thấy giờ vừa lên giá nó bẻ kèo, giờ biết giờ nó kêu nó chơi mình không chừng. Bẻ kèo hay là bơm hàng mình? Thì nó bơm hàng thì nó hứa đã, giờ nó muốn cho mình chống chân xe mình vậy đó. Vậy giờ là đặt đã rồi, giờ làm chế đồ đi xe đồ làm mấy chi quạt. Bây giờ em nói thiệt với anh á, buồn nhất là xe của mình á, chuyến nào đi cũng có dưa leo là chủ đạo. Bởi tại vì dưa leo là món ngon mà bây giờ không có dưa leo luôn, không có một miếng à. Nó đừng hứa đi này, nó hứa đã. Uống nước nói chuyện tiếp. Rồi uống miếng nước đi. Buồn không? Buồn không? Trả không? Nó mua nó cho. Buồn không? Buồn. Nói là gì xin lỗi với lại mấy người ở Sài Gòn được rồi. Xin lỗi mấy cô với chú ơi. Khóc luôn hay vậy? Chứ sao con làm cho im lại. Thất bại. Chứ sao con đền bù lại vậy? Đợt này chuyến này quá buồn anh. Quá buồn rồi. Nói cô bác quý anh chị thì hiện nay cũng xong cái công việc hết trơn. Nói chung hôm nay đi gặp bơm hàng dưa leo để mà không có lên Sài Gòn được. Chuyến này thì hơi buồn. Tổng chi phí tiền xe là 2 triệu đồng nữa đó. Nói chung là mình thêm cũng 2 triệu đồng mà bây giờ mong Sài Gòn thông cảm. Lỡ rồi. Anh đem muốn khóc luôn rồi. Buồn. Đem dưa leo hả? Dạ. Đéo có 500kg mà còn nãy phải nói tao tao giật chiếc xe mà từ thiện nó lại giờ mày tiền mà nó trả qua trả tao đó mấy trăm ký đó. Nó nói dùng xe khác nó leo qua nó cũng nhiều mà nó nói sao nó nói lấy 7 bọc dưa mà không biết mang ơn mà còn lấy đi em đi nữa. Tôi nói chỉ mà đồ rồi tôi mua chỉ chứ tôi xin chứ đâu mà chỉ nó mang ơn. Cuối cùng 7 bọc dưa có trả tiền không hả? Đây nữa anh tính với nó, đây nữa anh gửi tiền bây giờ anh mua rồi anh tính anh với nó còn tiền mà quá trời khổ. Đạp từ thiện này mà cực khổ vậy. Nhưng mà đó giờ có gặp tình trạng đó không? Không, hồi nhỏ tới lớn đi từ thiện tới năm nay là 4-5 năm mà không có thấy tình trạng nào như tình trạng này. Con ở thành phố cũng thông cảm đi đưa leo không có rồi. Giờ chế chiến đi. Chế đằng này cũng muốn đem đầy đủ cho bà con ở ngoài đằng sống cho nó qua ngày đoạn tháng mà cú này là mấy anh tôi cũng xấu mình chứ không phải mà chơi. Tổng chi phí hỗ trợ khu nhà trọ quận 6 và quận Bình Tân của Sài Gòn, một là 1 tấn gạo 10.000 đồng 1 ký là 10.300.000 đồng, 2 190kg cải củ 5.000 đồng 1 ký là 950.000 đồng, 3 100kg cải thìa 3.000 đồng 1 ký là 300.000 đồng, 4 100kg dưa hấu nụ 7.000 đồng 1 ký là 700.000 đồng, 5 95kg đậu bắp 5.000 đồng 1 ký là 475.000 đồng, 6 100kg đu đủ 2.000 đồng 1 ký là 200.000 đồng, 7 100kg cải ngọt 4.000 đồng 1 ký là 400.000 đồng, 8 10kg hành 15.000 đồng 1 ký là 150.000 đồng, xe chuyên chở là 2 triệu đồng, tổng cộng 15.475.000 đồng. Và sau đây thì Bùi Hồ xin thông qua danh sách mạnh thường quân hỗ trợ. 1. Chị giấu tên ở Canada 8.475.000 đồng. 2. Chị xuyên ở Nhật Bản 7 triệu đồng. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân nhà nông đã hỗ trợ rau củ. Xin chân thành cảm ơn chị giấu tên ở Canada và chị Xuyên đã hỗ trợ cho Bùi Hồ, ủng hộ ở quận những người khó khăn ở khu nhà trọ quận 6 và quận Bình Tân. Và sau đây là hai đoạn clip được ghi lại từ quận 6 và quận Bình Tân, được các người ở trọ kết nối với Bùi Hồ để mà sự giúp đỡ của mạnh thường quân. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Khu phong tỏa F0-F1 địa chỉ là 1525 Sạch Lộ, quận 6. Nên những món quà những mạnh thường quân gửi cho đồng bào ở đây gồm có gạo, rau củ quả. Mạnh thường quân ở tỉnh Đồng Tháp gửi mấy chục phần quà lên cho đồng bào khu cách ly F0 và F1. Tôi đại diện dân ở đây xin rất là cảm ơn các anh chị mạnh thường quân đã ủng hộ và cho quà
cho quà của cô khách đi. Chào mấy. Ủa sao ăn này ăn cái bánh gạo? Hả? Một bánh gạo, một bánh gạo. À, đủ rồi. Hai hai nhà ăn. Đủ anh biết. Dạ nữa. Em thay mặt cho chị em nhà trọ 132 và 134 đường Bờ Tuyến Tân Tạo A, quận Bình Tân và nhà trọ 1434 tỉnh Lộ 10 cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước và người hỗ trợ Bùi Hồ ở Đồng Tháp đã hỗ trợ 70 phần quà cho tất cả chị em vượt qua khó khăn lúc này.